Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đang ghé thăm kênh của Ngọc Ánh. Kênh Ngọc Ánh chia sẻ những kinh nghiệm đầu tư bất động sản và những kinh nghiệm làm môi giới bất động sản. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về cách làm sao lấy được nhiều listing. Trong cái hai video trước mình đã giải nghĩa listing là gì và chuẩn bị đi làm listing làm sao. Thì giờ mình tiếp tục. Thế là bạn đã gọi người chủ nhà muốn bán nhà, xin hẹn tới gặp. Bạn đã chuẩn bị một hồ sơ và giấy hợp đồng để cho bạn làm bất động sản. Bây giờ sáng mai, tức là bạn hẹn người ta sáng mai tới để ký hợp đồng. Nhưng bạn không có nói là bạn tới để ký hợp đồng, bạn nói để bạn tới bạn xem cái nhà, tại vì sở của bạn có thể là có khách muốn mua, mình nó chỉ có thể thì không ai bắt lỗi mình được. Mình không có thì có mình không có khách ngay tại lúc đó, là cũng có thể là những người làm trong cái chung hãng của mình có khách. Thì khi mà họ nghe mình nói, họ nói là mình muốn xem xét nhà trước để mình hướng dẫn cho khách, thì họ mới bằng lòng họ gặp mình. Chứ nếu bạn nói là tới gặp để cái hợp đồng, là họ nói không, tôi muốn tự tôi bán mình, hay là tôi có bà con anh em chú bác thì cũng làm trong nghề, họ không có muốn ký liền. Tại vì người mua bán nhà họ tưởng là bán nhà dễ lắm, bán nhà không có dễ, họ ngồi trong góc của họ bán nhà đâu ai biết mà tới. Nếu mà đăng lên báo thì tốn tiền lắm, họ biết họ nặng tiền lắm, mà một hai tuần là họ tốn tới cả ngàn đô rồi để mà đăng lên, thành ra họ cũng biết. Mình tới hơi sớm chút, tới chừng 5-10 phút các bạn, đậu xe trước nhà, đi vào, mình gõ cửa. Tốt nhất hay nhất là mình nên đi hai người. Nếu mà người bán nhà là hai vợ chồng thì mình đi hai người, một người ông người đàn bà, để chia, để mà nó balance, nó đều nhau bên hai người nha. Rồi như vậy đó, là mình không có phải cảm thấy cô đơn, đơn thân độc mã. Tại vì thuyết phục người ta cái listing là không phải dễ, mình phải mạnh mẽ, mà mình nếu mà có hai người thì cái năng lượng nó nhiều hơn. Nếu mà nếu được thì bạn đem vợ bạn đi, hay là bạn gái bạn đi theo. Nhưng mà bà là người trong nghề thì là bạn người nói chuyện, họ đi theo, họ giúp thôi, họ cười thôi cho nó có cái năng lực để cho hai bên đều. Bạn tới qua cửa rồi đó thì bạn bước lùi qua một chút, để khi họ mở cửa là họ không mở cửa ngay cái mặt mình liền. Mở cửa mình chào, mình nói I am Anco, I work for X and Y company. Tôi là Anco, tôi làm cho hãng đó ha. Tôi có hẹn ngày hôm qua là sáng nay tới. Thì họ biết, họ mời mình vô nhà. Thì nó như vậy, bạn đã sửa soạn một cái hợp đồng để họ ký. Cái hợp đồng đó là phải điền sẵn tên của họ, cái nhà địa chỉ số mấy, cái bán bao nhiêu, đòi bán bao nhiêu. Rằng mình đã sửa soạn rồi, mình đã sửa soạn từ cái municipal listing cho họ biết là những cái nhà ở gần kế bên của họ là bán bao nhiêu, để cho họ biết. Thứ nhất là thấy mình biết hết những chi tiết về nhà họ làm đấy, đúng là mình là người nghề ha. Biết họ mua vào hồi năm nào, bao nhiêu, giá bao nhiêu. Bây giờ biết luôn cả hàng xóm ở đường này ở đường kia, là cái nhà vậy cũng ba phòng cũng lớn vậy đó, bán bao nhiêu, nó biết là mình là nghề, chứ không phải là dân thường, mình là dân nghề. Khi mà bước vô cái nhà đó, mình cầm hồ sơ đó thì mình nói đọc trong mạng thấy anh chị mua cái nhà này đó cách đây 5 năm đó là giá 200 ngàn, bây giờ anh chị đòi bán 300 ngàn, mà tôi thấy trong cái mạng tôi đã nói là cái nhà vậy giống vậy đó, chung quanh đây thì nó bán cỡ chừng 290, 280, vậy là cũng là anh chị cũng là lời được, là cao giá lời đó. Mình nói cho nó họ vui, họ thấy là họ giỏi, thấy không? Khi bước vô mình coi phòng khách ha, mình chậm chậm một cái phòng khách thì mình nói vậy, rồi mình dòm trên cái bàn phòng khách, mình dòm trên tường có treo hình gì. Nếu mà treo hình hai đứa con thì mình nói là ồ, con bạn học trường nào vậy á,
Không phải học ở trường ở kế bên đây mà không á, mình đã đi coi thám hiểm rồi trước hôm ngày hôm qua rồi, mình biết trường nào rồi. Chúng nói cái này phải chị phải mấy đứa nhỏ đi học trường con chim hay là con cá gì đó ở ở ở trường này, cái là thấy mình biết mình là thổ địa, mình nói chuyện á, mình khen con người ta. Rồi mình thấy ổng cầm cái ổng đứng kế bên cái bóng đá, mình nói, anh cũng chơi bóng đá, tôi cũng có chơi mà lâu lắm rồi tôi không có chơi, để cho anh thấy là mình cũng giống như là anh, mà cũng giống như là có cũng chơi giống vậy ha. Rồi nếu mà mình đàn bà nữa, thì mình thấy cái mình từ mình chậm từ phòng khách, thường Mỹ là phòng khách rồi tới nhà bếp, không mình có nhà bếp rồi mình khen nhà bếp đẹp, rồi mình coi cái dụng cụ đẹp thì mình khen ha. Rồi xong cái họ sẽ dẫn mình đi coi phòng ngủ, phòng tắm, thì mình dòm cho coi là cái phòng ăn của họ đó, cái bàn đó có ngồi được không, để chi để mình nói cho bạn nghe. Thì nếu mà cái chỗ bàn có chỗ ngồi không có tiện lợi thì mình thì coi cái chuyện ngồi phòng khách. Thì nếu mà họ dắt đi hết rồi cái mình cái đi tới chỗ trở cái bàn, cái mình nói là tôi có sắp đặt một cái hồ sơ này chưa hết để cho anh chị coi, thì coi là cái nhà kế bên nó bán bao nhiêu, cái nhà cái nhà nọ nó kêu bao nhiêu, đi mình ngồi xuống đây tôi cho anh chị coi đó. Thì họ muốn coi, họ tò mò cái hàng xóm bán bao nhiêu, họ sẽ ngồi với mình. Thì là mình để cho hai người vợ chồng ngồi kế nhau, mình ngồi riêng để chi mai mốt một lát đó ký á, thì là vợ ký chồng ký, chứ phải vợ ký chồng đưa qua bên đó nữa. Thì nó qua lại thì cũng không có smooth, không có êm, không có thẳng. Thì mình ngồi để hai chồng bên này, trong khi mình đi mình nói chuyện á, thì mình hỏi chị mua đây lâu rồi chưa, tại sao bán, mình coi là người nào có quyền quyết định. Nếu mình thấy là người vợ nói nhiều mà có quyền quyết định là mình chú trọng người vợ chút xíu hơn. Để là cái này khi ngồi tới cái bàn đó thì là mình để cho người vợ gần kế nhà một kế mình để mình thuyết phục. Thì mình đưa cho họ coi cái tờ giấy in về nhà của họ bao nhiêu tiền này kia, rồi cái tờ giấy thứ hai là những cái nhà kế bên này kia nó mua nó kêu bán bao nhiêu. Rồi mình cho coi đây là cái computer nói là theo cái quyết định của theo cái những cái bán rồi đó, cái nhà này của anh chị là giá chừng đó. Như vậy á thì họ bắt đầu họ nể nang mình rồi. Mình nói giải nghĩa cho họ nghe là công ty mình là công ty lớn lắm, được có bán nhiều khách lắm, nếu giao cho công ty mình bán là nhà sẽ bán nhanh chóng. Mình ca tụng công ty mình ca tụng mình. Rồi kêu nói giờ em chuẩn bị cái hợp đồng này rất là giản dị á, nếu mà anh chị ký á thì là em sẽ đưa lên mạng multiple listing, em sẽ lo hết kiếm nhà hết, tất cả hết, anh chị không phải lo cái gì hết. Khi nào người ta tới muốn cái hợp đồng mua là em sẽ đọc hợp đồng, em giúp chị để mà làm giấy tờ. Thì mình phải làm sao mình nói làm sao mà để cho họ thu hút, tùy theo mình tiếng Việt rồi nói tiếng Việt, tiếng Anh nói tiếng Anh á, thì mình nói làm sao mà để cho họ nể mình, thu hút mình, ráng mà cứ mình đưa hợp đồng đó nha, giờ cái này là anh làm sẵn hết rồi nè, chị ký vô thôi. Thường nếu mình nói chuyện giỏi, mình giao tiếp giỏi là tới lúc đó là mình đưa họ ký thôi. Có nhiều khi mình ký rồi ha bạn, mình đi thì đi về cái xong này họ như là họ ngẩn ngơ, họ mình bị thuyết phục rồi đó, họ về đỡ lát cái họ kêu mình lại cái này tôi quên, cháu tôi là người cũng làm trong địa ốc thôi, để cho cháu tôi. Thì mình nói là mình mua bán địa ốc là mình phải bán nhà, mình phải nói cái nhiều chuyện bí mật tài chính của nhà. Bây giờ anh chị có muốn là cháu của anh chị biết cái bí mật tài chính rồi đi nói tùm lum với dòng họ không, mà nếu mà cháu anh chị không phải là người chung nghề trong tôi lâu năm thì bán chậm mà bán tiền nữa, mình phải giải nghĩ họ nghe. Nhưng mà họ đã ký rồi, ký là bút xa gà chết không đó. Thì là một cách mình chỉ các bạn vậy đó. Thì thường nếu mà bạn mới đầu thì bạn còn sợ sệt để gặp người, mình đi listing chừng 10 lần là mình quen là những cái gì mình phải nói là mình sẽ biết cách mình nói rồi. Cái người mà nó thấy cái người nó lanh lẹ này kia thì mình biết nói làm sao, cái người nó chậm chạp chút thì mình phải nói chuyện làm sao. Cái người mà nó thì mình trong cuốn sách, nhiều cuốn sách mà nó dạy cách thuyết phục người đó, là bạn đi coi nó nhiều cái hay lắm. Nếu mà từ từ mình sẽ làm cả video về cái đó, cái người nó vậy mình phải nói chuyện vậy để cho họ bằng lòng cho mình làm người môi giới địa ốc chính của họ, để mà họ ký cái tờ giấy listing đó cho mình.
mình trong cái thời gian mà họ dắt mình đi cái phòng ngủ phòng tắm, phải là mình vô mình coi cái này phòng ngủ rồi phòng tắm phòng ngủ chỗ nào cũng vậy thôi á, chỉ có giường giường ra nó khác nhau, nhưng mình phải coi cách người ta nói chuyện, mình phải hỏi nhiều chút xíu, mình hỏi là hồi đó chị ở Phan Rang hả chị, ở vùng đó rồi giờ chị làm gì, mình nói hay là anh làm cái hãng đó tốt lắm, anh nghe nói là công ty đó là sản phẩm tốt, mình nói vậy để cho người ta tạo cái cảm tình, tạo cái relation. Thì mấy bạn mà muốn mà làm nghề môi giới đốc giỏi là phải đi xem hết tất cả những cuốn sách mà nói chị tâm lý để thuyết phục người, tâm lý để cho người ta thích mình, người ta thích mình á thì người ta mới làm ăn với mình, rất là quan trọng, thích mình thì mới làm ăn với mình. Đọc hết các bạn vô thư viện, đọc hết những sách về tâm lý, đọc cho hết, đọc một lần, đọc hai lần, đọc ba lần, đọc cho nhiều. Còn quên nữa là phải cách ăn bận cho nó tề chỉnh á, ăn bận cho nó giống như là người mình luật sư á, nó ăn bận sao mình ăn bận vậy, tại luật sư là người mà người ta nể nang nhất, thì luật sư họ ăn bận sao mình ăn bận vậy, bạn cứ coi tùy xứ ăn bận khác ha, luật sư ăn bận sao mình ăn bận vậy. Thôi, cảm ơn chào các bạn, xin hẹn các bạn cái video tiếp, là mình đã được cái làm listing rồi, bây giờ mình làm sao để mình bán được cái nhà. Bye bye, chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và thịnh vượng.